Vâng, xin chào bác, xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì em có một số mặt hàng thanh lý cho bác các anh em đây. Đầu tiên là cái mẫu lưng tiếng TD-CB800 Ultra. Ở đây không phải thanh lý mẫu này mà có một con này. Một em này thì em đã đưa ra quay test thì nó hơi bị xước một chút xíu. Em thanh lý cho bác với giá là 700 ngàn đồng nhá. Em Beat Audio này, Beat Audio thì còn 2-3 em gì đó, giá 900 ngàn đồng. Vang cơ này số thì có em Adni này thì cũng bỏ ra quay nhưng mà nó bị xước sơn luôn đấy, xước sơn mà cái vỏ hộp để bên ngoài nó hơi bị móp rồi, nó bị rách luôn. Thì thanh lý luôn cho bác là 1,9 triệu thanh lý nỗ vốn luôn nhá, 1,9 triệu đúng không em này thôi. Đấy, nó bị hỏng hộp này, nó xước chảy luôn đấy các bác nhá, xước rõ vết luôn nhá, em báo cụ thể cho bác luôn. Bởi vì là cái lúc mà để thì bạn bên em bạn không biết thì cái cạnh đầu trên này, lúc mà bạn ấy kéo như này đó, thì nó bị xước một cái vết cũng khá là rõ. Thanh lý cho bác 1,9 triệu, có đúng một em thôi nhá. Em TDX11 Plus này giá cũng là 1,9 triệu luôn này. JBL thì hai mẫu T10 Pro này hôm trước bỏ rồi, bỏ hộp thì không hiểu sao mà. Chắc là các bạn bên em các bạn ấy nhầm thế nào để ra thì bên trong cái thùng này, ném ra cái thùng rác này nó bị móp rách rồi, thì để cho bác con này 1,8 triệu cả hai em luôn. Còn em BF này, BF K310 Plus là 1,5 triệu nhá. Em báo giá lần lượt trong video rồi, các bác các anh em xem thì có thể là có nhu cầu liên hệ trực tiếp với bên em luôn, số điện thoại của bên em đang hiển thị trên màn hình đây. Các bác đang xem video thì anh em có thể cho em xin nút like, đăng ký kênh nhé. Một số sản phẩm này thì nó không có nhiều đâu. Hai em JBL T10 Pro một trắng một đen. Một em TDX11 Plus đây. Một em Adi nhé. Em Adi em báo cụ thể bác luôn là nó bị xước và hỏng hộp. Đấy là 1,9 triệu. Em Beat Audio này. Còn hai em này là 900 ngàn đồng. Và một em... lồng tiếng TD-CB800 Ultra. Ultra chỉ có một em thanh lý giá 700k thôi quá nhá. Còn cái mẫu hàng mới thì giá vẫn là 850 ngàn. Rồi một đoạn video ngắn thế thôi. Các bác có nhu cầu liên hệ sớm với bên em nhé. Số lượng chỉ có bao nhiêu đây thôi. Xin cảm ơn các bác, xin cảm ơn anh em.